Hello anh em, lại là Viễn đây. Hôm nay Viễn sẽ tiếp tục hướng dẫn cho mọi người combo số 2 hồn khúc thể thao, không áp dụng trong chiến đấu. Mọi hành vi sử dụng tôn hồn khúc dùng để gây sát thương đều là vi phạm pháp luật. Các bạn rèn luyện sức khỏe là chủ yếu. Combo số 2 sẽ được phát triển từ combo số 1, các bạn để ý nhé, combo số 1 nâng cao. Mình sẽ làm chậm. Anh em nào chưa hiểu thì coi lại combo 1, bởi vì mình sẽ phát triển các combo từ combo đầu tiên cho dễ. Sau này những cái bài quyền thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Hẹn gặp lại anh em ở clip sau.